Xin kính chào quý khách hàng đã quay trở lại với kênh của Hồng Thanh Hàng Thùng. Em xin kính chúc quý khách hàng một buổi tối nhiều niềm vui, ấm áp bên gia đình thân yêu của mình. Các anh chị cô chú đang theo dõi video của em có nhu cầu đặt hàng vui lòng liên hệ qua số điện thoại hoặc Zalo 0832625789 để em tư vấn và gửi hàng cho mình ạ. Ngày hôm nay thì em sẽ lên sàn các mã áo polo dài tay, đồng giá 100.000 một sản phẩm. Các anh chị cô chú mua từ 2 sản phẩm trở lên bên em sẽ miễn phí giao hàng toàn quốc. Mua một sản phẩm mua đồng thanh toán phí ship là 23.000 giúp em ạ. Và trong trường hợp mình đặt hàng nhưng vì một lý do nào đấy mình không thể nhận hàng, vui lòng thanh toán thêm phí ship là 30.000 giúp em. Và không để quý khách hàng chờ đợi lâu thêm nữa, em xin phép được đi vào giới thiệu sản phẩm của ngày hôm nay. Hôm nay thì em sẽ lên mã M ạ. Mã đầu tiên, mã M1, vai 42, bụng 48, dài 72. Vai 42, bụng 48, dài 72 các anh chú nhé. Một con áo kẻ với tông màu vàng. Màu nền chủ đạo của nó sẽ là màu vàng phối với kẻ sọc màu đen và màu xanh như thế này đây. Với cái tông màu vô cùng trẻ trung khỏe khoắn cho em ạ. Con này form size của nó tương đương form size 95 các anh các chú nhá. Úc toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu và là một con áo có túi ngực, logo thương hiệu cũng sẽ được thêu ở phần túi đấy các anh chú ạ. Chất của con này sẽ là chất cốt tông 100%, con này cực kỳ mỏng nhẹ mặc rất là thoải mái này. Tông màu thì vô cùng trẻ trung dễ mặc. Con này tay của nó sẽ thiết kế là tay mo cho em nhá. Độ mới thì cực kỳ cao đấy các anh chú ạ. Này tag mark của nó này, tag mark của Hàn và Quốc Phụ đi kèm còn đầy đủ cả đấy các anh chú nhá. Mã M1 ạ, vai 42, bụng 48 và dài 72 ạ, giá 100.000. Mã M2, vai 50, bụng 54 và dài 70. Vai 50, bụng 54 và dài 70 các anh chú ạ. Một con áo với tông màu xanh đen ạ. Tông màu xanh đen và form size con này sẽ tương đương với form size 100. Cúc của nó sẽ là cúc trong như thế này đây, thiết kế là một con áo không có túi ngực các anh chú nhé. Đó, hình in họa tiết ở phía ngực của nó đây các anh chú ạ. Logo thương hiệu cũng sẽ được thêu này. Đó, con này chất của nó sẽ là chất cốt tông. Chất cốt tông cực kỳ dày dặn, phía bên trong của nó sẽ là lớp nỉ bông như thế này. Con này chất của nó cầm rất là nặng tay. Đó, mặc cái thời tiết mùa đông thì cực kỳ ấm áp đấy các anh chú ạ. Cổ của nó đây, cổ cực kỳ ngon lành nhá, không hề có một lỗi lầm gì. Tay con này sẽ thiết kế tay bo cho em ạ. Thiết kế không xẻ vạt hai bên, made in Korea. Tag mark đầy đủ cả đấy các anh chú ạ. Mã M2, vai 50, bụng 54 và dài 70, giá 100.000 ạ. Mã M3, vai 43, bụng 52 và dài 70. Vai 43, bụng 52 và dài 70 các anh chú ạ. Một con áo với form size 100 đấy các anh chú nhé. Phần cổ và phần tay của nó sẽ thiết kế là tông màu xanh than. Phần thân áo của nó sẽ tông màu xanh dương như thế này cho em. Cúc của nó sẽ là cúc kim loại đấy các anh chú ơi. Con này chất của nó sẽ là chất cốt tông rất là mỏng nhẹ. Cái này các anh chú cả 3 miền 4 mùa đều có thể diện được cho em ạ. Thiết kế là một con áo có túi ngực và logo thương hiệu của nó cũng sẽ được in ở phần túi đấy cho em. Con này thì không có rẻ vạt này. Tag mark của nó made in Việt Nam và là một con áo xuất Hàn nhá. Độ mới thì cực kỳ cao. Đây, tag mark Quốc Phụ đi kèm đầy đủ cả các anh chú ạ. Mã M3, vai 43, bụng 52 và dài 70 ạ. Mã M4, vai 45, bụng 52 và dài 64. Vai 45, bụng 52, dài 64 các anh chú ạ. Con áo này thì một con áo với cái phần cổ của nó sẽ thiết kế là cổ màu trắng phối viền xanh và màu đen đấy các anh chú ạ. Cúc của nó này, cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu đấy các anh chú nhá, là một con áo không có túi ngực. Tông màu của nó sẽ tông màu xanh than, phần phía ngực của nó thì sẽ kẻ phối màu trắng và màu xanh đấy các anh chú ạ. Cái tông màu và kiểu dáng của nó cực kỳ đơn giản và dễ mặc các anh chú nhá. Chất của nó sẽ là chất cốt tông, cực kỳ mỏng nhẹ mặc rất là thoải mái này. Tay sẽ thiết kế là tay bo cho em ạ. Đây tag mark của nó đây, một con áo xuất Hàn, made in Korea đấy các anh chú nhá. Mã M4 ạ, vai 45, bụng 52 và dài 64 ạ, giá 100.000. Mã M5, vai 48, bụng 55 và dài 64. Vai 48, bụng 55, dài 64 các anh các chú ạ. Con này form size 100 của nhà Chemise. Đây, tag mark này. Đó, con này cổ của nó sẽ thiết kế là cổ màu xanh đen cho em nhé. Phần thân áo của nó sẽ là một con áo kẹo. Con màu này thì, cái tông màu này thì phù hợp với những chú trung tuổi mình mặc ở nhà hay đi chơi đều được nhé. Tông màu cực kỳ đơn giản, dễ mặc, thiết kế là một con áo có túi ngực cho em ạ. Phần cúc của nó toàn bộ cũng sẽ được dập tên thương hiệu với chất của nó sẽ là chất cốt tông tổ ong. Con này thì độ dày vừa phải, màu sắc đơn giản, dễ mặc anh chú ạ. Tay của nó, phần tay của nó sẽ là phần tay bo thế này cho em ạ. Con này thiết kế sẽ không xẻ vạt nha, không xẻ vạt hai bên và tag mark của nó sẽ là tag mark của Hàn và Quốc Phụ đi kèm đầy đủ cả các anh chú ạ. Độ mới cực kỳ cao ạ. Mã M5, vai 48, bụng 55 và dài 64 ạ, giá 100.000. Mã M6, vai 44, bụng 51 và dài 69. Vai 44, bụng 51 và dài 69 các anh chú ạ. Một con áo của nhà Unirip. Con này form size của nó sẽ là form size L, form size 95. Cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu và là một con áo không có túi ngực.
Tông màu của nó sẽ là tông màu xanh đen các anh chú ạ. Chất của nó sẽ là chất cotton tổ ong rất là dày dặn luôn các anh chú ơi. Con này cầm cực kỳ nặng tay đấy ạ. Đó, phần tay của nó sẽ thiết kế tay bo cho em, phần bo tay cực kỳ ngon lành nha các anh chú nhé. Con này thì thiết kế xẻ vạt hai bên và sau dài hơn vạt trước và tag mark của nó sẽ là made in Korea. Đây, độ mới cũng cực kỳ cao, tông màu rất là dễ mặc, phù hợp với tất cả các anh chú đây ạ. Mã M6, vai 44, bụng 51 và dài 69 ạ. Mã M7, vai 48 đến 50, bụng 53 và dài 69. Vai 48 đến 50, bụng 53 và dài 69 cho em ạ. Một con áo với tông màu xanh, tông màu rất là trẻ trung, khỏe khoắn đây ạ. Thiết kế là một con áo cổ kéo khóa như thế này, form size của nó tương đương form size 100 các anh chú ạ. Là một con áo có túi ngực và hai cái bên phía bên ngực của nó này sẽ phối thêm cái màu vàng nữa. Tông màu này nó rất là trẻ trung luôn đấy các anh chú ơi. Tay của con này sẽ thiết kế tay bo cho em nhé. Thiết kế tay bo và chất của nó sẽ là chất cốt tông 100%. Con này thì mỏng nhẹ thôi nên là cả các chú cả ba miền đều có thể diện được đấy ạ. Đó, kiểu dáng này, màu sắc rất là đơn giản dễ mặc. Con này tag mark của nó sẽ là tag mark của Hàn đấy các anh chú nhé. Độ mới thì cực kỳ cao. Mã M7 ạ, vai 48 đến 50, bụng 53 và dài 69 ạ, giá 100.000. Mã M8, vai 56, bụng 61 và dài 66 ạ. Vai 56, bụng 61 và dài 66 các anh chú ạ. Con này thì form size của nó sẽ là form size 105 của nhà Unirip đấy các anh chú ơi. Đây, form size XXL này, tông màu của nó sẽ là tông màu xanh đen nha. Tông màu xanh đen và cái phần cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu đấy các anh chú ạ. Chất này sẽ là chất cốt tông tổ ong cực kỳ dày dặn luôn, cực kỳ dày dặn và đanh luôn cho em. Đó, cái phần tay của nó này, in, sẽ được in logo thương hiệu cho em nhé. Đó, tay của nó sẽ thiết kế tay bo, phần bo tay cực kỳ ngon lành nha các anh chú ơi. Tông màu và kiểu dáng thì đơn giản dễ mặc này, phù hợp với tất cả các anh chú. Con này thiết kế không xẻ vạt hai bên và tag mark của nó này, tag mark của nó này, tag mark của Hàn nha. Đó, độ mới thì cực kỳ cao đấy các anh chú ạ. Mã M8 ạ, vai 56, bụng 61 và dài 66, giá 100.000 ạ. Mã M9, vai 46, bụng 54 và dài 63. Vai 46, bụng 54 và dài 63, một con áo của nhà Crocodile. Con này form size của nó tương đương form size 95 các anh chú ạ. Một con áo với tông màu tím và phía đằng trước của nó sẽ là kẻ phối viền như thế này. Ở phía đằng sau của nó sẽ là một màu tím nhá. Một màu tím như thế này, cổ của nó sẽ là cổ phối viền cho em. Cổ phối viền con này thì tông màu của nó sẽ phù hợp với những chú trung tuổi. Mình mặc đi chơi hay đi làm hay mặc ở nhà thì đều ok luôn. Con này độ mới cực kỳ cao. Tông màu này thì nó rất là đẹp và lịch sự đấy các anh chú ơi. Chất của nó sẽ là chất cốt tông 100%, mỏng nhẹ thôi, mặc rất là thoải mái đấy các anh chú ạ. Các anh chú theo dõi tông màu rất là đẹp đấy ạ. Con này tay của nó sẽ thiết kế tay bo nhá. Phần bo tay cực kỳ ngon lành đấy các anh chú ạ. Tag mark của nó này, tag mark của Hàn cũng phụ đi kèm đầy đủ cả. Độ mới con này cực kỳ cao. Một con áo của nhà Crocodile đấy các anh chú ạ. Cúc của nó sẽ là cúc kim loại và toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu cho em ạ. Mã M9, vai 46, bụng 54 và dài 63, giá 100.000 ạ. Mã M10, vai 53, bụng 57 và dài 71. Vai 53, bụng 57 và dài 71. Một con áo với tông màu của nó sẽ là tông màu cam nhá. Tông màu cam đấy các anh chú ơi. Ở con này thì form size của nó tương đương form size 100. Đó, tag mark của nó này, cúc của nó toàn bộ cũng sẽ được dập tên thương hiệu cho em nhé. Con này thiết kế sẽ là một con áo không có túi ngực và chất của nó sẽ là chất cốt tông tổ ong. Con này thì rất là dày dặn đấy các anh chú ơi, con này cực kỳ dày dặn. Cái này thì phù hợp ở với các anh các chú ở ngoài miền Bắc ấy, mùa đông mà con này thì cực kỳ ấm áp. Độ mới con này cực kỳ cao, tông màu nó rất là trẻ trung nên dễ mặc vô cùng. Tay của nó sẽ thiết kế là tay bo cho em nhé, phần bo tay rất là dày dặn đấy các anh chú ơi. Kiểu dáng con này thì cực kỳ đơn giản dễ mặc đấy ạ. Thiết kế xẻ vạt và vạt sau sẽ dài hơn vạt trước cho em. Nó tag mark của nó đây, made in Korea đấy các anh chú nhé. Con này độ mới cao đây ạ. Mã M10 ạ, vai 53, bụng 57 và dài 71 ạ. Mã M11, vai 43, bụng 50 và dài 63. Vai 43, bụng 50 và dài 63 các anh chú ạ. Một con áo của nhà FGS, con này form size L, form size 95 với tông màu đen, tông màu quốc dân, các anh các chú lứa tuổi nào cũng có thể diện được này. Cúc của con này sẽ toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu, một con áo tông màu đen, hình phía đằng trước và phía đằng sau của nó sẽ là hình in toàn bộ. Chất con này sẽ là chất poly thể thao mỏng nhẹ vô cùng, các anh các chú cả bốn mùa đều có thể diện được cho em nhé. Tay của nó sẽ thiết kế tay bo các anh chú, phần bo tay mỏng nhẹ mặc thoải mái vô cùng đấy ạ. Đó, thiết kế không xẻ hai bên, tag mark của nó đây, tag mark made in Korea đấy các anh chú ạ, độ mới cực kỳ cao. Mã M11, vai 43, bụng 50 và dài 63, giá 100.000 ạ. Em lên mã tiếp theo, mã M12, vai 42, bụng 52 và dài 64. Vai 42, bụng 52 và dài 64 ạ. Con này của nhà
Con này thì form size của nó sẽ tương đương form size 95 đấy các anh chú ạ. Đó, cúc của nó này. Cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu một con áo với tông màu vàng nha các anh chú nhá. Tông màu vàng con này thì dành cho những anh chú mà mình yêu thích những cái tông màu nó nổi bật một xíu như thế này. Mặc lên nha. Anh các chú mặc tông màu trung bình hoặc tông màu sáng mặc con này cực kỳ đẹp và sang. Chất của nó sẽ là chất cốt tông tổ ong mềm mại và vô cùng nhẹ nhàng thôi. Đó, cái phần phía đằng trước của nó này, ở phía đằng trước của nó sẽ là áo hai lớp. Đó, phía trên của nó sẽ là phía hai lớp và phía dưới của nó sẽ áo một lớp như thế này. Đó, con này chất của nó siêu đẹp luôn, độ mới thì cực kỳ cao nhé. Đó, các anh các chú mà yêu thích những cái tông màu nổi bật một xíu thì chốt ngay con này này ở của nhà PTR đây. Đó, độ mới cao cho em nhé. Tay của nó sẽ thiết kế tay bo. Đó, con này thì không có xẻ hai bên. À, con này xẻ vạt đấy, xẻ vạt hai bên và tag mác cúc phụ đi kèm đầy đủ cả đấy các anh chú. Độ mới cao này. Đó, tông màu trẻ trung vô cùng, mã M12, M12, vai 42, bụng 52 và dài 64 cho em ạ. Giá 100.000. Mã M13, vai 46, bụng 53 và dài 73. Vai 46, bụng 53 và dài 73 các anh các chú ạ. Con này của nhà Black Cast. Con này thì form size 105, cổ của nó sẽ thiết kế là cổ phối viền màu đen và màu hồng cho em nhé. Thân áo của nó toàn bộ sẽ là màu trắng tinh cho em ạ. Cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu đấy các anh chú. Con này form size 105, logo thương hiệu đấy các ạ. Logo cao su thương hiệu. Con này chất của nó sẽ là chất cốt tông 100%. Con này thì mỏng nhẹ lắm các anh các chú, cả bốn mùa đều có thể diện được cho em. Đó, tên thương hiệu cũng sẽ được in ở phần tay áo như thế này nhá. Một con áo với tông màu trắng tinh phù hợp với tất cả các anh các chú đấy ạ. Tay của nó sẽ thiết kế tay bo mỏng nhẹ mặc thoải mái. Và con áo này sẽ thiết kế không xẹp vạt, cúc phụ đi kèm đầy đủ cả đấy anh các chú nhá. Cúc toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu đấy ạ. Mã M13, vai 46, bụng 53 và dài 73 ạ. Mã M14, vai 43, bụng 49 và dài 69. Vai 43, bụng 49, dài 69 các anh các chú ạ. Một con áo với tông màu xanh, tông màu xanh. Đó. Con này thì form size dáng áo form size 100, dáng áo slim fit nhé. Dáng áo body dành cho những chú mà form người nhỏ con ấy. Mặc con này thì cực kỳ đẹp luôn. Đấy, cúc của nó sẽ là cúc cài toàn bộ cho em. Kiểu dáng này vô cùng đẹp và trẻ trung, màu sắc rất là dễ mặc. Con này chất của nó sẽ là chất cốt tông tổ ong, độ dày vừa phải nhá. Thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt. Tay của nó sẽ thiết kế tay cúc cài như thế này cho em này. Đó, kiểu dáng con này này, rất là đẹp luôn đấy các anh chú ơi. Đó. Tác mác của nó nhá, tác mác của hàn và cúc phụ đi kèm cũng đầy đủ cả cho em, độ mới thì cực kỳ cao. Mã M14 ạ. M14, vai 43, bụng 49 và dài 69, giá 100.000 ạ. Mã M15, vai 50, bụng 60 và dài 77. Vai 50, bụng 60 và dài 77, một con áo kẻ nhá. Một con áo kẻ form size 120, form size lớn đấy các anh chú ơi. Cổ của nó sẽ là cổ sơ mi, cổ sơ mi kiểu chất của nó sẽ là chất jean đấy các anh chú ơi. Còn phần thân áo của nó sẽ là màu kẻ màu xanh than, kẻ sọc ngang là màu trắng và màu vàng bò cho em nhé. Tông màu này thì nó cũng rất là trẻ trung và dễ mặc. Nó thiết kế là một con áo không có túi ngực cho em. Cúc của nó sẽ là cúc trắng tinh, chất của con này sẽ là chất cốt tông nhưng mà cực kỳ dày dặn. Con này thì cầm nặng tay và phù hợp với những anh những chú ở ngoài miền Bắc thôi. Nó phù hợp với những cái ngày tiết trời lạnh một xíu ấy. Đấy, mình mặc con này thì cực kỳ hợp lý cho em ạ. Chất dày dặn vô cùng. Tay con này sẽ thiết kế phần tay suông cho em ạ. Độ mới thì cực kỳ cao. Đó. Tag mark của nó đây, tag mark của nó đây, made in Korea đây các anh chú, độ mới cao, tem mark mới tinh như thế này đây ạ. Mã M15, vai 50, bụng 60 và dài 77 ạ, giá 100.000. Mã M16, vai 43, bụng 51 và dài 68. Vai 43, bụng 51 và dài 68, một con áo với tông màu xanh than các anh chú ơi. Con áo này của nhà FGS, form size L, form size 95 nhé. Thiết kế là một con áo không có túi ngực và cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu. Con này chất của nó sẽ là chất poly thể thao cực kỳ mỏng nhẹ. Cái này thì các anh các chú cả ba miền, bốn mùa đều có thể diện được đấy ạ. Đó, mỏng nhẹ vô cùng, mặc thoải mái lắm các anh các chú ạ. Tay của nó sẽ kể thế là tay bo nhé. Phần bo tay mới tinh như thế này đây các anh chú ạ. Đó. Tag mark của nó đây. Made in Korea đây các anh chú ạ. In Korea nhé. Tem mác mới tinh, độ mới cực kỳ cao, 96-97% cho em ạ. Mã M16, vai 43, bụng 51 và dài 68 ạ. Mã M17, vai 43, bụng 45 và dài 61. Vai 43, bụng 45 và dài 61. Tiếp tục một con áo của nhà FGS. Con này thì form size của nó sẽ form size 90, form size M. Cổ của nó sẽ cổ đen, phối viền đỏ và màu trắng cho em nhé. Thiết kế là một con áo có túi ngực và phần cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu. Hình in phía trước và phía sau của nó đấy các anh chú ơi. Con này chất của nó cũng sẽ là chất poly thể thao mỏng nhẹ phù hợp với các anh các chú cả ba miền bốn mùa đều có thể diện được ạ. Chất mỏng nhẹ, tông màu thì tông màu quốc dân rồi.
các chú lớn tuổi nào cũng có thể diện được cho em nhé. Tay của nó sẽ thiết kế là tay bo, phần bo tay cực kỳ ngon lành đấy các anh chú ạ. Đây, tag mark của nó đây, Made in Việt Nam và sẽ là một con áo xuất Hàn cho em. Độ mới con này cao đấy các anh chú ạ. Mã M17 ạ, vai 43, bụng 45 và dài 61 ạ. Mã M18, vai 48, bụng 53 và dài 72. Vai 48, bụng 53 và dài 72. Một con áo với tông màu của nó sẽ hơi trắng ghi một xíu nhá. Form size con này sẽ tương đương form size 100, với chất của nó sẽ là chất cotton. Cotton 100% nhưng mà con này có độ co giãn, các anh chú mình mặc cực kỳ thoải mái. Là một con áo thiết kế cổ V như thế này, cổ bẹn V như thế này cho em nhé. Đó, kiểu dáng con này thì rất là đơn giản, dễ mặc này. Tay của nó sẽ thiết kế là tay suông. Cái này các anh các chú mình mặc, kể cả mình mặc ở nhà nhé, mình đi làm hay kể cả mình đi chơi cũng đều ok luôn. Tại vì chất của nó cực kỳ đẹp, kiểu dáng của nó cũng rất là dễ mặc luôn. Con này thiết kế xẻ vạt hai bên và tag mark của nó sẽ là tag mark của Hàn. Độ mới cao, tem mark mới tinh như thế này đây các anh chú ạ. Mã M18 ạ, vai 48, bụng 53 và dài 72 cho em ạ. Giá 100.000 các anh chú nhé. Mã M19, vai 49, bụng 56 và dài 64. Vai 49, bụng 56 và dài 64 các anh chú ạ. Con này thì form size của nó sẽ tương đương với form size 100. Là một con áo kẻ. Một con áo này là sẽ là màu phối, màu xanh than. Màu xanh than và màu xanh... màu xanh than và màu, cái này màu này sẽ màu xanh dương đi, màu xanh dương. Cúc của nó đây các anh chú ạ, cúc toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu. Con này thiết kế là một con áo có túi ngực và cũng sẽ có cúc cài cho em nhé. Chất của nó sẽ là chất cốt tông tổ ong. Con này thì độ dày vừa phải thôi, có độ co giãn, các anh chú mình mặc cực kỳ thoải mái. Tông màu này nhá, em thấy tông màu này nó rất là trẻ trung và dễ mặc luôn. Cái này thì các anh các chú lớn tuổi nào cũng có thể diện được đấy ạ. Tay của nó sẽ thiết kế là tay cúc cài, tay sơ mi cúc cài như thế này. Độ mới con này cực kỳ cao đấy các anh chú ạ. Đó, thiết kế xẻ vạt hai bên cho em. Con này thiết kế xẻ vạt hai bên và tắc. Con này cái phần tắc mắc của nó thì bị cắt mất rồi đấy các anh chú ạ. Phần tắc mắc thì bị cắt mất rồi. Mã M19 cho em ạ. Vai 49, bụng 56 và dài 64. Giá 100.000 ạ. Cực kỳ đẹp luôn. Em lên mã tiếp theo, M20 các anh chú ạ. M20, vai 43, bụng 50 và dài 70. Vai 43, bụng 50 và dài 70. Một con áo của nhà Polo Ralph Lauren. Con này thì... form size XL để các anh chú nhắc. Tag mark của nó này là một con áo với tông màu của nó sẽ là màu ghi sáng nhá. Màu ghi sáng và đây, logo thương hiệu cũng sẽ được thêu ở phía bên ngực trái của áo nhá. Tông màu ghi sáng với chất của nó sẽ là chất cotton tổ ong. Con này thì độ dày vừa phải, chất rất là mềm mại nhẹ nhàng. Cái này thì các anh các chú cả ba miền đều có thể diện được. Các anh các chú ở miền Nam ấy, buổi tối mình đi đường nó hơi se lạnh một xíu, mặc những con này thì cực kỳ là hợp lý cho em. Tông màu này thì nó rất là trẻ trung. Đó. Tay của nó sẽ thiết kế tay bo cho em các anh các chú ạ. Thiết kế xẹp vạt hai bên và sau dài hơn vạt trước ạ. Tag mark của nó đây, tag mark của Hàn cho em nhé. Độ mới cao. Mã M20, vai 43, bụng 50 và dài 70. Giá 100.000 một con áo của nhà Polo Ralph Lauren ạ. Em lên mã tiếp theo, mã M21, vai 44, bụng 51 và dài 66. Vai 44, bụng 51 và dài 66 các anh chú ạ, một con áo có hiệu nhà Das. Con này thì form size của nó tương đương form size 95, là một con áo phối màu xanh này. Màu xanh màu ghi và màu xanh than cho em nhé. Tông màu rất trẻ trung, dễ mặc đúng không ạ? Chất con này sẽ là chất cotton tổ ong, nhưng mà con này độ dày vừa phải thôi. Đó, mỏng nhẹ anh các chú cả bốn mùa, ba miền. Ở ba miền đều có thể mặc được cho em nhé. Có kiểu dáng màu sắc cực kỳ đẹp và sang. Tay của nó sẽ thiết kế tay bo cho em và là một con áo không có xẻ hai bên. Không có xẻ và tag mark của nó sẽ là Made in Korea. Tag mark cúc phụ đi kèm đầy đủ cả này. Cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu cho em nhé. Con này độ mới cao đấy các anh chú ạ. Tông màu này thì nó không bị kén tuổi đâu. Các anh các chú lớn tuổi nào cũng có thể diện được. Mã M21, vai 44, bụng 51 và dài 66, giá 100.000 ạ. Mã M22, vai 41, bụng 45 và dài 69. Vai 41, bụng 45 và dài 69. Các anh chú ạ, tiếp tục một con áo của nhà Polo Ralph Lauren. Tuy nhiên con này thì form size nhỏ, form size S thì các anh chú nhá. Cúc của con này đây, cúc trắng trong như thế này. Và logo ở phía đằng trước và phía đằng sau của nó toàn bộ sẽ được thêu 100%. Con này độ mới cao đây các anh chú ạ. Tông màu của nó sẽ tông màu vàng. Cái này thì phù hợp với những chú mà mình yêu thích màu nổi bật một xíu này. Dáng áo của nó sẽ là dáng áo slim fit, dáng áo body. Đó, các anh các chú phong người nhỏ con hoặc là mình mua cho con em mình mặc cũng được. Đó, một con áo hiệu mà hôm nay nhà em cũng bán tặng các anh các chú mình giá 100.000 thôi. Quá là rẻ và hời luôn đấy ạ. Đó, con này tay của nó sẽ thiết kế tay bo len này. Đó, xẻ vạt hai bên và sau dài hơn vạt trước. Tag mark của nó đây, tag mark của nó sẽ là tag mark của Hàn và quốc phụ đi kèm đầy đủ cả các anh chú nhé. Chú theo dõi độ mới cao vô cùng. 96-97% đấy ạ. Mã M22, M22, vai 41, bụng 45 và dài 69, giá 100.000 ạ.
Mã M23, vai 43 bụng 50 và dài 70, vai 43 bụng 50 và dài 70 cho em nhé. Một con áo này thì form size của nó tương đương form size 95, cổ của nó sẽ thiết kế là cổ phối viền màu trắng cho em ạ. Màu thân áo của nó sẽ là tông màu xanh than, thiết kế là một con áo có túi ngực. Ở cúc của nó này, cúc trong như thế này, chất của con này sẽ là chất poly thể thao. Con này thì mỏng nhẹ các anh các chú cả ba miền bốn mùa đều có thể diện được nhé. Tông màu này thì cũng rất là dễ mặc này. Con này thiết kế không xẻ vạt hai bên và tag mark của nó sẽ là tag mark của Hàn, made in Korea đấy anh chị ạ, độ mới cao cho em. Mã M23, M23, vai 43, bụng 50 và dài 70, giá 100 ngàn các anh các chú ạ, kiểu dáng cực kỳ đơn giản dễ mặc. Em lên mã tiếp theo, mã M24, vai 49, bụng 53 và dài 65, vai 49, bụng 54 và dài 65, một con áo họa tiết đấy các anh chú ơi, kiểu dáng này. Nó rất là đẹp và sang luôn, thiết kế là một con áo có túi ngực các anh các chú nhé, tông màu của nó sẽ... Màu chủ đạo của nó sẽ là tông màu xanh, tông màu xanh, tông màu rất là trẻ trung, khỏe khoắn đấy các anh chú ạ. Cổ của nó sẽ thiết kế cổ phối viền màu trắng như thế này này. Một áo họa tiết, các anh chú mà yêu thích những cái sự nổi bật một xíu thì chốt ngay cái con này. Chất của con này sẽ là chất cốt tông tổ ong, chất cốt tông tổ ong nhưng là mỏng nhẹ này. Đó, phù hợp với các anh chú cả ba miền đều có thể diện được cho em nhé. Đó. Tay của nó sẽ thiết kế tay bo đây các anh chú ạ. Tác mác của nó sẽ tác mác của Hàn và quốc phụ đi kèm đầy đủ cả, độ mới cực kỳ cao. Mã M24, vai 49, bụng 53 và dài 65 ạ. Vai 49, bụng 53 và dài 65, mã M24, giá 100 ngàn. Mã M25, vai 46, bụng 52 và dài 70. Vai 46, bụng 52 và dài 70 cho em ạ. Một con áo với tông màu của nó sẽ là màu nâu, logo thương hiệu đây các anh chú nhá. Cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu và con này chất của nó sẽ là chất len nhưng mà nó mỏng nhẹ thôi, độ dày vừa phải thôi. Cái này các anh chú mà ngoài miền Bắc tiết trời mùa thu hoặc các anh chú mà ở trong miền Nam ấy, buổi tối mình đi đường nó hơi se lạnh một xíu mình mặc những con này thì cực kỳ ok và hợp lý luôn. Tông màu này thì cũng rất là dễ mặc, cái này thì nó không kén tuổi, phù hợp với các anh chú cả. Lứa tuổi nào cũng có thể diện được cho em ạ. Tông màu rất là dễ mặc, nó cực kỳ dễ phối đồ cho em. Tay con này sẽ thiết kế tay bo nhé, thiết kế tay bo đây các anh chú ạ. Con này sẽ vạt hai bên và tag mark của nó sẽ là tag mark của Hàn, quốc phụ đi kèm đầy đủ cả, độ mới cao cho em nhé các anh chú ạ. Mã M25, vai 46, bụng 52 và dài 70, giá 100 ngàn. Mã M26, vai 53, bụng 59 và dài 66. Vai 53, bụng 59, dài 66. Một con áo của nó sẽ tông màu lòng trứng nhá. Phía đằng trước của nó sẽ là phối kẹo màu nâu đất và màu nâu bò cho em. Đó. Cúc của nó này, có dòng nhau gốp đây các anh chú ơi. Cúc toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu nhá. Cổ của nó sẽ là cổ màu nâu phối viền màu vàng bò và màu trắng đấy các anh chú ạ. Phía đằng trước của nó sẽ là áo phối màu như thế này. Cái tông màu này ấy phù hợp với các anh chú lứa tuổi nào cũng có thể diện được luôn. Nhưng mà các chú mặc những cái mỏng này thì nó đi chơi ấy, mình đi chơi đi làm thì cực kỳ đẹp và sang đấy ạ. Cái này thì đấy, cực kỳ tôn da đấy các anh chú nhá. Tông màu rất là đẹp và lịch sự này. Con này thiết kế không xẻ vạt hai bên, không xẻ vạt hai bên và cúc phụ của nó còn đầy đủ cả đấy các anh chú nhá. Cúc phụ đi kèm còn đầy đủ cả, cúc toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu. Tay con này sẽ thiết kế tay bo cho em ạ. Đó. Mã M26, vai 53, bụng 59 và dài 66 ạ. Vai 53, bụng 59 và dài 66, giá 100 ngàn. Mã M27, vai 45, bụng 53 và dài 63. Vai 45, bụng 53, dài 63, một con áo với màu tím nhạt đấy các anh chú nhá. Tông màu tím nhạt, con này có dòng nhà Gold Club. Form size 100 đấy các anh chú ạ. Tông màu tím nhạt, phía đằng trước của nó sẽ là áo phối kìa. Thiết kế là một con áo có túi ngực và cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu cho em. Phía đằng sau của nó sẽ một màu tím nhạt như thế này. Đó, con này thì màu sắc phù hợp với những chú trung tuổi này. Đó, mình mặc cực kỳ đẹp luôn đấy ạ. Con này chất của nó sẽ là chất cốt tông 100% nên là mỏng nhẹ. Các chú cả ba miền bốn mùa đều có thể diện được cho em nhé. Cái tông màu nó rất là mát mắt luôn đấy ạ. Tag mark của nó này, tag mark của nó sẽ là made in Korea. Tag mark còn mới tinh đấy các chú nhá. Hôm nay em lên những con áo này cực kỳ đẹp luôn. Mã M27, vai 45, bụng 53 và dài 63, giá 100 ngàn ạ. Mã M28, vai 50, bụng 56 và dài 74. Vai 50, bụng 56 và dài 74. Các anh chú ơi, tiếp tục một con áo với tông màu xanh ngọc của hiệu nhà Pink nha các anh chú nha. Form size 105, cổ của nó sẽ là cổ len, nhưng mà len mỏng nhẹ thôi, cực kỳ thông thoáng mà nó sẽ là cổ dệt như thế này nhá. Màu của nó sẽ là tông màu xanh ngọc, cúc toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu và là một con áo có túi ngực cho em. Chất con này sẽ là chất cốt tông khô, chất cốt tông khô nên các anh các chú mà những cái ngày mà mát trời ấy, mát trời thì mình mặc những con này thôi. Đó, con này tông màu của nó rất là mát mắt và trẻ trung luôn đúng không ạ?
Chất của nó thì mỏng nhẹ vô cùng, mặc cực kỳ thoải mái. Tay của nó sẽ là tay bo len như thế này, phần bo tay các anh chú theo dõi này, cực kỳ ngon lành luôn đấy ạ. Con này thiết kế không xẻ vạt hai bên nhá. Tag mark của nó sẽ là tag mark của Hàn và Quốc phụ đi kèm đầy đủ cả. Con này độ mới cao đấy anh chú ơi, 96-97% luôn đấy ạ. Mã M28, vai 50, bụng 56 và dài 74, giá 100 ngàn ạ. Mã M29, vai 54, bụng 58 và dài 69. Vai 54, bụng 58 và dài 69. Một con áo với tông màu xanh nha. Tông màu xanh, con này thì kiểu dáng nó cực kỳ đơn giản, cổ len phối viền này. Thiết kế là một con áo có túi ngực và con này kiểu dáng nó đơn giản vô cùng luôn. Chất của nó sẽ là chất cốt tông tổ ong. Con này thì mỏng nhẹ thôi các anh chú, cả ba miền bốn mùa đều có thể diện được nhá. Chất vô cùng mỏng nhẹ với cái tông màu nó cực kỳ nam tính và trẻ trung đúng không ạ? Tay của con này sẽ thiết kế tay bo, thiết kế tay bo len cho em nhé. Tay bo len nó cũng mỏng nhẹ thôi. Con này thì thiết kế không xẻ vạt hai bên. Tag mark của nó thì đều bị mờ mất rồi. Kiểu dáng và màu sắc rất đơn giản, dễ mặc, mình mặc ở nhà hay đi làm đều được đấy các anh chú ạ. Mã M29, vai 54, bụng 58 và dài 69 ạ. Mã M30, vai 43, bụng 49 và dài 70. Vai 43, bụng 49, dài 70. Một con áo với tông màu của nó sẽ là màu hồng kẻ sọc. Đó, con này thì form size của nó form size 95 nhá. Cổ thiết kế là kiểu cổ đứng sơ mi như thế này. Là một con áo có túi ngực và cúc của nó này. Cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu nha, cúc cài từ trên xuống dưới. Con này thì màu sắc dành cho những anh chú mà mình kiểu phong cách nó bóng bẩy, thích những cái tông màu nổi bật một xíu, mà con này thì quá là đẹp và sang luôn đấy các anh chú. Anh chú theo dõi này, cực kỳ đẹp luôn đấy ạ. Tay của nó sẽ thiết kế là tay cúc cài và cúc của nó này toàn bộ cũng sẽ được dập tên thương hiệu cho em nhé. Con này thì độ mới cực kỳ cao, tông màu trẻ trung, nó không hề bị sặc sỡ một xíu nào đâu các anh chú ạ. Con này thì vạt của nó sẽ thiết kế là vạt ở đằng sau và dài hơn là đằng trước một xíu ạ. Tag mark của nó sẽ là tag mark của Hàn và Quốc phụ đi kèm đầy đủ cả nhé. Độ mới cao cho em, mã M30, vai 43, bụng 49 và dài 70, giá 100 ngàn ạ. Mã M31, vai 48, bụng 58 và dài 74. Vai 48, bụng 58 và dài 74 cho em ạ. Một con áo tông màu xanh của nhà FGS. Con này thì form size của nó sẽ tương đương với form size, con này form size XXL, form size 105. Cổ của nó sẽ là cổ xanh phối viền trắng và màu xanh than. Cúc toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu và là một con áo có túi ngực. Tông màu xanh như thế này, cái này thì cực kỳ trẻ trung luôn. Rất là mát mắt và trẻ trung cho em nha. Đó, con chất của con này sẽ là chất poly thể thao, mỏng nhẹ nên các anh chú cả ba miền bốn mùa mình đều có thể diện được những con áo như thế này. Nó cực kỳ thông thoáng và nhẹ nhàng, mặc rất là thoải mái cho em. Tay của nó sẽ thiết kế tay bo cho em nhé. Tay bo ngon lành quá đấy các anh chú ơi. Đó, con này thiết kế không xẻ vạt hai bên này, không xẻ vạt hai bên, mà tag mark của nó sẽ là made in Korea và quốc phụ đi kèm đầy đủ cả nhá. Một con áo tông màu rất là đẹp và sang. Mã M31, vai 48, bụng 58 và dài 74, giá 100 ngàn. Mã M32, vai 46, bụng 54 và dài 74. Vai 46, bụng 54 và dài 74. Một con áo với tông màu ghi, cổ của nó sẽ là cổ đen nha. Cổ đen, form size con này sẽ là form size 95 đấy các anh chú ơi. Thiết kế là một con áo có túi ngực và cúc của nó này, cúc của nó sẽ theo cái logo của thương hiệu nha. Đó, con này chất của nó sẽ là chất cốt tông tổ ong, mỏng nhẹ, tông màu ghi như thế này thì các anh chú lứa tuổi nào cũng có thể diện được đúng không ạ? Mình mặc ở nhà, mặc đi làm đều được cho em nhé. Tay của nó sẽ thiết kế tay bo, phần bo tay và phần cổ áo của nó sẽ là màu đen cho em nhé. Kiểu dáng nó rất là đơn giản, dễ mặc. Đó, con này thiết kế không xẻ vạt hai bên nha, không xẻ vạt hai bên, và tag mark của nó sẽ là made in Bangladesh, xuất hàng cho em nhé. Con này cực kỳ xịn sò luôn, chất rất là mềm mại. Mã M32, vai 46, bụng 54 và dài 74 ạ, giá 100 ngàn. Mã M33, vai 48 đến vai 45 đến 48, bụng 52 và dài 69. Vai 45 đến 48, bụng 52 và dài 69 là một con áo tông màu xanh ngọc. Cổ của nó sẽ thiết kế là cổ kéo quá, form size của nó sẽ tương đương form size 95 đấy các anh chú nhé. Đó, con này chất của nó sẽ là chất poly thể thao, mỏng nhẹ, mặc rất là thông thoáng và các anh chú cả bốn mùa mình đều có thể diện được. Đó, nó sẽ phối thêm cái viền trắng như thế này cho em này. Tông màu rất là trẻ trung đúng không ạ? Cực kỳ trẻ trung và dễ mặc. Phần sườn của nó này, bên sườn của nó sẽ là phối trắng như thế này nhá. Tay của nó sẽ thiết kế tay bo len mỏng nhẹ thôi các anh chú. Con này mặc chất rất là nhẹ nhàng, cầm chất của nó cực kỳ mềm mại luôn. Đó, con này thiết kế không xẻ vạt hai bên nhá. Không xẻ vạt hai bên, và tag mark của nó sẽ là tag mark của Hàn chị em, độ mới con này cao đấy ạ. Mã M33, vai 45 đến 48, bụng 52 và dài 69 ạ.
Mã M34 ạ, vai 42 bụng 48 và dài 70, vai 42 bụng 48 và dài 70, một con áo của dòng nhà Gốp form size 95 đây các anh chú nhá. Tông màu của nó sẽ là tông màu xanh than. Cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu, logo thương hiệu cũng sẽ được thêu ở phía bên ngực trái của nó này. Chất của con này sẽ là chất cốt tông 100%, con này thì độ dày vừa phải, cực kỳ mềm mại nhẹ nhàng. Cái này thì các anh các chú ở ngoài miền Bắc ấy, tiết trời mùa thu như thế này thì mặc con này thì cực kỳ là hợp lý này. Phần cổ của nó sẽ tông màu xanh than và phần thân áo của nó sẽ phối thêm kẽ như thế này nữa. Kiểu dáng con này nó cực kỳ gọn luôn, cực kỳ gọn gàng luôn đấy các chú ơi, chất nó rất là mềm nhẹ nhàng luôn đấy. Tông màu này thì cực kỳ đẹp và lịch sự, mình mặc ở nhà hay đi chơi đều được cho em. Tay của nó sẽ thiết kế là phần tay suông, mà con này thì không xẻ vạt nha, tag mark của Hàn Quốc phụ đi kèm đầy đủ cả, độ mới cao cho em nhé. Một con áo của dòng nhà Gốp kiểu dáng đơn giản dễ mặc này, mã M34, vai 42 bụng 48 dài 70, mã M34 ạ. Mã M35, vai 48 đến 53 bụng 56 và dài 74, vai 48 đến 53 bụng 56 và dài 74, một con áo thể thao kiểu dáng thể thao đây các anh chú ơi. Form size của nó sẽ là form size XL đấy anh chú nhá. Cổ của nó sẽ thiết kế cổ V, chất của con này sẽ là chất poly thể thao mỏng nhẹ này. Đó, con áo này kiểu như con áo ở trong đội tuyển đấy các anh chú ạ. Tay của nó sẽ thiết kế là tay màu xanh than và thân áo của nó sẽ là màu đỏ đô phối viền màu vàng như thế này cho em. Hình ở trên áo thì toàn bộ sẽ là hình in 100% đấy các anh chú nhá. Con này độ mới cực kỳ cao, tông màu này thì cũng rất là trẻ trung dễ mặc này. Mình mặc ở nhà hay là đi chơi đều được nhá. Tay của nó sẽ thiết kế là tay bo, các anh chú theo dõi phần bo tay cực kỳ ngon lành mà nó không hề có một lỗi lầm gì đâu các anh chú ạ. Đây, tag mark của nó này, tag mark thì ở phía trên cổ như thế này rồi nhá. Độ mới con này chắc phải đến 98-99% luôn đấy, không có một cái lỗi lầm gì cả các anh chú ạ. Mã M35, vai 48 đến 53, bụng 56 và dài 74, giá 100.000. Mã M36, vai 47 bụng 48 dài 73, vai 47 bụng 48 dài 73, một con áo với tông màu ghi nha. Tông màu ghi, con này form size của nó form size S. Form S. Made in Việt Nam 97% cốt tông, 3% đen. Đây, tag mark của nó phần trên cổ áo như thế này cho em nhé. Phần cái màu ghi này thì các anh chú lứa tuổi nào cũng có thể diện được, kể cả mình mặc ở nhà, đi làm hay đi chơi rất là dễ mặc. Cái tông màu này kiểu tông màu quốc dân rồi đấy các anh chú ạ, tông màu quốc dân rồi, và cúc của nó sẽ là cúc trắng trong. Con này thiết kế sẽ là một con áo không có túi ngực, chất của nó sẽ là chất len nha, chất len vô cùng mềm mại. Con này thì độ dày nó vừa phải thôi, mình mặc lên người cực kỳ thoải mái cho em. Thiết kế là một con áo xẹp vạt hai bên, tag mark của nó sẽ là tag mark của Hàn nhá. Tag mark và cúc phụ đi kèm đầy đủ cả cho em ạ. Độ mới con này cao đó, kiểu dáng nó rất là dễ mặc này các anh chú ạ. Mã M36, vai 47, bụng 48 và dài 73, giá 100 ngàn. Mã M37, vai 42, bụng 50 và dài 69, vai 42, bụng 50, dài 69 nha. Tiếp tục một con áo của nhà Crocodile, con này form size 95, phần cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu, logo thương hiệu đây. Con này siêu xịn luôn đấy anh chú ơi. Tông màu nền của nó sẽ tông màu xanh, phía đằng trước của nó sẽ là một con áo phối màu, màu xanh đậm này. Màu này nó sẽ là màu xanh ngọc, màu này sẽ là màu kiểu màu xanh dương, màu da trời đấy các anh chú ạ. Đấy, con này thì độ mới cực kỳ cao, tông màu nó rất là trẻ trung dễ mặc luôn, cái này các anh chú lứa tuổi nào cũng có thể diện được. Tay của nó sẽ thiết kế tay bo, phần bo tay cực kỳ ngon lành cho em nhé. Đó, một con áo của hiệu nhà Crocodile hôm nay em cũng bán tặng các anh chú mình giá 100 ngàn thôi ạ, quá là rẻ và hời luôn. Đó, con này thì không xẻ vạt hai bên, và tag mark của nó sẽ là tag mark của Hàn nha, tag mark của Hàn đấy các anh chú ơi, độ mới cao vô cùng luôn đấy ạ. Mã M37 nha, vai 42, bụng 50 và dài 69, giá 100 ngàn ạ. Mã M38, vai 49, bụng 54 và dài 70, vai 49, bụng 54 và dài 70, một con áo của nhà GRX, con này form size 100 nha. Cổ thiết kế là cổ kéo khóa và là một con áo tông màu tím phối với màu ghi nha. Tông màu tím phối màu ghi cho em, logo thương hiệu sẽ được thêu ở phía bên trái ngực cho em này. Chất con này sẽ là chất cốt tông 100%, có độ co giãn, các anh chú mình mặc này mình vận động rất là thoải mái luôn. Con này thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt này. Cổ thiết kế là cổ kéo khóa với tông màu này thì cũng rất là đơn giản dễ mặc, tông màu nó rất là trẻ trung luôn đây các anh chú ạ. Tay của con này sẽ thiết kế tay bo cho em á, thiết kế tay bo, và con này không có xẻ hai bên, không có xẻ hai bên, và tag mark của nó sẽ là tag mark của Hàn. Độ mới cao cho em đây các anh chú ạ, một con áo của nhà GDX đây ạ. Mã M38, vai 49, bụng 54 và dài 70, giá 100 ngàn ạ.
Mã M39, vai 44, bụng 51 và dài 65. Vai 44, bụng 51 và dài 65. Một con áo với tông màu trắng tinh đấy các anh chú ơi. Cổ của nó sẽ cũng thiết kế là cổ kéo khóa. Form size của nó sẽ tương đương form size 95 nhá. Chất con này sẽ là chất poly thể thao mỏng nhẹ và hình phía trước. Hình phía trước của nó sẽ là hình thêu 100% và phía sau của nó sẽ là... Ôi con này siêu xịn luôn. Phía sau của nó cái chất này của nó sẽ là chất nhung đấy các anh chú ơi. Nó mềm mịn vô cùng luôn. Tông màu trắng này thì các anh chú lứa tuổi nào cũng có thể diện được rồi đúng không ạ? Tông màu quốc dân. Tay của con này sẽ thiết kế tay bo, phần bo tay ngon lành vô cùng nhá. Một áo trắng tinh không hề có một lỗi lầm, không hề có một vết bẩn gì đâu các anh chú ạ. Đó, kiểu dáng rất là đẹp này. Con này thiết kế không xẻ hai bên nhá, không xẻ vạt hai bên này các anh chú ạ. Con này cái phần tác mác của nó bị cắt mất rồi. Mã M39 cho em, vai 44, bụng 51 và dài 65, giá 100 ngàn. Mã M40, vai 43, bụng 50 và dài 70. Vai 43, bụng 50 và dài 70. Một con áo với tông màu xanh đen đây các anh chú nhá. Tông màu xanh đen hình phía đằng trước. Phía đằng sau của nó sẽ toàn bộ sẽ được thêu 100%. Chất con này sẽ là chất cốt tông 100%. Có độ có dáng các anh chú mình mặc đi làm, đi vận động cực kỳ thoải mái nhá. Đó, tông màu này thì các anh chú lớn tuổi nào cũng có thể diện được rồi cho em. Độ mới con này thì cực kỳ cao, chất siêu đẹp luôn đây các anh chú. Tay của nó sẽ thiết kế là tay bo cho em ạ. Thiết kế phần tay bo như thế này ạ. Tạc mác của nó đây, made in Việt Nam mà là một con áo xuất Hàn nhá. Ủa, con này nó mới tinh luôn đấy các anh chú, tem giấy còn đầy đủ cả đấy các anh chú ạ, độ mới cao nhá. Mã M40 ạ, M40, vai 43, bụng 50 và dài 70, giá 100 ngàn các anh chú ạ. Mã M41, vai 46, bụng 51 và dài 69. Vai 46, bụng 51 và dài 69. Một con áo với tông màu của nó sẽ hơi ánh xanh một xíu nhá. Form size con này sẽ tương đối với form size L và cúc của nó sẽ là cúc trắng trong như thế này cho em. Thiết kế là một con áo có túi ngực và logo thương hiệu cũng sẽ được thêu ở phía bên trên túi nhé. Chất con này sẽ là chất cốt tông tổ ong, độ dày vừa phải thôi. Cái này thì độ dày vừa phải thôi, các anh chú cả bốn mùa đều có thể diện được cho em. Đó, tông màu này nó cũng rất là đơn giản dễ mặc này, mình mặc ở nhà hay đi chơi đều được cho em nhé. Tay của nó sẽ thiết kế tay bo, phần bo tay ngon lành cực kỳ đấy các anh chú ạ. Kiểu dáng thì cực kỳ gọn gàng dễ mặc. Con này thiết kế xẻ vạt hai bên nhé. Thiết kế xẻ vạt hai bên mà made in Việt Nam mà là một con áo xuất Hàn đấy, ông xuất Nhật. Con này là xuất Nhật đấy các anh chú ơi. Mã M41 cho em. M41, vai 46, bụng 51 và dài 69 ạ. Vai 46, bụng 51 và dài 69, giá 100 ngàn các anh chú ạ. Mã M42, vai 53 đến 56, bụng 58 và dài 74. Vai 53 đến 56, bụng 58 và dài 74 cho em nhé. Một con áo của nhà Bimboland, form size 110, form size lớn đấy các anh chú ơi. Tông màu của nó sẽ là tông màu vàng bò, thiết kế cổ kéo khóa và cái túi của nó này. Túi bên phải của nó cũng sẽ thiết kế là túi kéo khóa như thế này cho em nhé. Đó. Logo thương hiệu sẽ được ở thêu ở phía bên tay trái. Thêu ở phía tay trái của nhà Bimboland, tông màu vàng bò, tông màu rất là đẹp và sang. Cái này thì nó không kén tuổi, các anh chú lớn tuổi nào cũng có thể diện được cho em này. Cực kỳ xịn luôn, một con áo của nhà Bimboland, thương hiệu cực kỳ nổi tiếng rồi ạ. Tay con này sẽ thiết kế tay suông và chất của nó sẽ là chất cốt tông 100%. Con này thì mỏng nhẹ, mặc rất là thoải mái nhá. Tông mỏng đơn giản dễ mặc đúng không ạ? Thiết kế không xẻ vạt hai bên và tác mác. Con này thì phần tác mác của nó thì bị cắt mất rồi. Không, nó không bị cắt nhưng mà nó bị mờ. Tác mác thì bị mờ chữ rồi các anh chú nhá. Mã M42, vai 53, bụng 56. Vai 53 đến 56, bụng 58 và dài 74. Vai 53 đến 56, bụng 58 và dài 74 cho em nhé. Một con áo tông màu vàng bò, giá 100 ngàn. Em lên mã tiếp theo. Mã M43, vai 46, bụng 52 và dài 71. Vai 46, bụng 52 và dài 71. Một con áo với tông màu xanh than của nhà FZS. Con này thì form size còn là tương đương với form size 100, form size XL. Cúc toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu. Con áo này sẽ là con áo không có túi ngực. Tông màu của nó thì cực kỳ đơn giản, dễ mặc kiểu dáng này. Kiểu dáng nó đơn giản vô cùng luôn. Cái này thì các anh chú mình mặc ở nhà hay đi làm đi chơi đều được nha. Tay của nó sẽ thiết kế tay bo và chất của nó sẽ là chất poly thể thao mỏng nhẹ nên các anh chú cả bốn mùa đều có thể diện được cho em nhé. Các anh chú cả ba miền bốn mùa đều có thể diện được cho em ạ. Tác mác của nó đây, made in Việt Nam, sẽ là một con áo xuất Hàn cho em. Độ mới 95-96% đây các anh chú ạ. Mã M43, vai 46, bụng 52 và dài 71 ạ, giá 100 ngàn. Mã M44, vai 42, bụng 48 và dài 68. Vai 42, bụng 48 và dài 68. Một con áo chất len rất là dày dặn. Con này chất nó cực kỳ dày dặn. Bên trong của nó sẽ còn lớp lót lông như thế này nữa cơ anh chú ạ. Con này thì form size 100 nha.
tông màu của nó sẽ tông màu đỏ đô cho em, và phía bên vai của nó sẽ là phối viền. Phối viền logo thương hiệu cũng sẽ được thêu ở phía bên ngực trái của nó nhá. Chất của nó, con này cầm nó mỏng nhẹ thôi nhưng mà mình mặc lên người thì siêu là ấm luôn. Tông màu này thì cực kỳ đẹp và sang rồi đúng không ạ? Tông màu cực kỳ tôn da. Tay con này sẽ thiết kế phần tay suông đổ mới cực kỳ cao cho em nhé. Nó kiểu dáng nó rất là đơn giản luôn. Tag mác của hàng nó phụ đi kèm đầy đủ cả, anh chú theo dõi cái mặt bên trong là trời ơi, nó cực kỳ mềm mịn và ấm áp luôn đấy ạ. Mã M44 ạ, vai 42, bụng 48, dài 68 ạ, giá 100 ngàn. Mã M45, vai 48, bụng 53 và dài 70. Vai 48, bụng 53 và dài 70. Tiếp tục một con áo với tông màu xanh đen, form size 100 và nhà sport nha. Đó, con này kiểu dáng cực kỳ đơn giản, logo thương hiệu sẽ được in ở phía bên trên ngực áo này. Cúc toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu cho em nha. Con này kiểu dáng nó đơn giản vô cùng. Ở phía ngoài của nó sẽ chất cốt tông và bên trong của nó sẽ là lớp lớp lót nỉ bông. Lớp lót nỉ bông rất là dày dặn luôn anh chú ơi, cực kỳ dày dặn luôn. Tag mark của nó đây, tag mark made in Korea. Made in Korea đây các chú nhá. Con này độ mới cực kỳ cao. Tông màu này thì các anh các chú lứa tuổi nào mình có thể diện được rồi. Mình mặc ở nhà hay đi làm đi chơi đều được nhá. Chất liệu vô cùng dày dặn và ấm áp với mã M45. Vai 48, bụng 53 và dài 70 ạ. Mã M46, vai 52, bụng 60 và dài 71. Vai 52, bụng 60 và dài 71, một con áo của nhà Renoma. Nhà sport form size 100 của nó sẽ tương đương form size 110 nhé, với tông màu hường. Tông màu này sẽ là tông màu hường dành cho những anh những chú mà mình yêu thích những cái tông màu nó nổi bật một xíu, nó hơi màu sắc một xíu. Logo thương hiệu sẽ được thêu ở phía bên ngực trái này. Cúc của nó toàn bộ cũng sẽ được dập tên thương hiệu cho em nhé, với chất của nó sẽ là chất cốt tông tổ ong. Con này thì độ dày vừa phải, mặc khá là thoải mái và thoáng mát này. Ở cách cái này thì các anh chú cả bốn mùa đều có thể diện được. Tay của nó sẽ thiết kế tay bo len nha. Đó, tay bo len cực kỳ ngon lành đấy các anh chú ạ. Tag mark made in Korea. Tag mark của Hàn, con này thì độ mới cực kỳ cao. Ở bên sườn của nó sẽ phối thêm cái màu này sẽ là màu vàng cốm nữa đây các anh chú nhá. Tông màu này thì rất là trẻ trung đấy ạ. Mã M46, vai 52, bụng 60 và dài 71 cho em ạ, giá 100 ngàn. Mã M47, vai 44, bụng 49 và dài 68. Vai 44, bụng 49 và dài 68, một con áo của nhà Phantom. Form size 95. Tông màu này sẽ là tông màu xanh đen. Cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu, với chất len mỏng nhẹ mềm mịn. Đó, mặc lên người cực kỳ thoải mái cho em. Tông màu đơn giản dễ mặc này. Kiểu dáng này, kiểu dáng nó rất là dễ mặc luôn đấy anh chú. Tay của nó sẽ thiết kế tay suông cho em nhé. Con này thiết kế tay suông và có sẽ... con này thiết kế không xẻ bàn. Tag mark của nó này, tag mark của nó sẽ tag mark của Hàn, của nhà Navi này. Form size 95, tag mark còn mới tinh đấy anh chú ơi. Kiểu dáng cực kỳ đơn giản, dáng áo rất là đẹp và gọn gàng đấy ạ. Mã M47, vai 44, bụng 49 và dài 68 cho em ạ, giá 100 ngàn. Mã M48, vai 46, bụng 50 và dài 68. Vai 46, bụng 50 và dài 68, một con áo của nhà Mimolen. Với tông màu của nó sẽ là tông màu cam tươi. Logo thương hiệu đấy anh chú ạ. Logo thương hiệu form size 100, cúc toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu cho em nhé. Logo thương hiệu sẽ được thêu ở phía bên ngực trái, với chất của nó sẽ là chất cốt tông tổ ong. Con này thì độ dày vừa phải, tông màu này thì phù hợp với những chú trung tuổi, những chú mà yêu thích những cái tông màu nó nổi bật một xíu ấy, mặc lên cực kỳ sáng da luôn cho em nhé. Đó, tông màu màu vàng cam đây, tông màu cam đây các chú ơi. Đó, một con áo của hiệu nhà Vimolen. Con này tay của nó sẽ thiết kế là tay bo cho em, thiết kế tay bo và có xẻ vạt hai bên nhé. Tag mark của phụ đi kèm đầy đủ cả đây, tag mark của Hàn cho em. Độ mới con này cực kỳ cao, một con áo của nhà Mimolen đây các anh chú ạ. Mã M48, vai 46, bụng 50 và dài 68, giá 100 ngàn ạ. Mã M49, vai 47, bụng 56 và dài 70. Vai 47, bụng 56 và dài 70, một con áo của nhà Louis Cartel. Con này thì form size của nó sẽ tương đương form size 110 và phần cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu, là một con áo. Con này thì sẽ không có túi ngực nhá, không có túi ngực. Túi này sẽ là túi ngực giả này, với tông màu hồng. Tông màu này sẽ là tông màu hồng đậm nhá, dành cho những anh những chú mà mình tông màu trung bình hoặc là sáng một xíu. Mà con này thì cực kỳ tôn da, với chất của nó sẽ là chất cốt tông 100% mỏng nhẹ. Cái này thì phù hợp với các anh chú cả ba miền bốn mùa đều có thể diện được cho em. Một con áo của hiệu nhà Louis Cartel này các anh chú ạ. Tay con này sẽ thiết kế là tay bo cho em nha. Tag mark của nó này, tag mark và cúc phụ đi kèm đầy đủ cả. Con này độ mới cực kỳ cao, một con áo made in Korea đây các anh chú ạ. Đó. Mã M49 ạ, vai 47, bụng 56 và dài 70. Vai 47, bụng 56 và dài 70, giá 100 ngàn.
Mã M50, vai 45, bụng 52 và dài 70. Vai 45, bụng 52 và dài 70. Một con áo với tông màu xanh than của nhà Unirip con anh chú ạ. Con này form size XL, form size 100, với chất của nó sẽ là chất cốt tông 100%. Con này thì mỏng nhẹ, tông màu này đơn giản dễ mặc. Thiết kế là một con áo có túi ngực và cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu cho em nhé. Con này dáng áo slim fit dành cho những anh những chú mà tầm khoảng 53-55 kg đổ lại mặc vừa cho em. Tông màu cực kỳ dễ mặc, các anh các chú mình mặc ở nhà hay đi chơi đều được ạ. Tay của nó sẽ thiết kế là tay bo, phần bo tay của nó cực kỳ dày dặn. Đây, made in Korea luôn đấy các anh chú nhá, made in Korea. Độ mới con này cực kỳ cao. Mã M50, vai 45, bụng 52 và dài 70, giá 100 ngàn ạ. Mã M51, vai 46, bụng 53 và dài 70. Vai 46, bụng 53 và dài 70. Một con áo với tông màu ghi nha. Tông màu ghi sáng, cổ của nó sẽ thiết kế là cổ phối viền. Phần thân áo phía trước của nó cũng sẽ là phối viền ngang như thế này cho em. Con này thì form size của nó tương đương với form size 100 của dòng nhà gốp đây các anh chú ạ. Cúc toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu. Đó, tông màu này nó rất là trẻ trung, dễ mặc luôn đấy. Cái này không kén tuổi, các anh chú lớn tuổi nào cũng có thể diện được. Tay, con này tay của nó sẽ thiết kế là tay bo. Phần bo tay cực kỳ mỏng nhẹ và thông thoáng nha. Chất của này sẽ là chất cốt tông tổ ong, độ dày vừa phải nên các anh chú cả bốn mùa đều có thể diện được cho em. Thiết kế không có xẻ vạt nha, không có xẻ vạt, và tag mark của nó sẽ là tag mark của Hàn, made in Korea. Cúc phủ nó toàn bộ cũng sẽ được dập tên thương hiệu đấy anh chú ơi. Con này thì độ mới cực kỳ cao, tông màu nó rất là trẻ trung. Đó. Mã M51, vai 46, bụng 53 và dài 70, giá 100 ngàn. Mã M52, vai 42, bụng 50 và dài 70. Vai 42, bụng 50 và dài 70. Một con áo với tông màu xanh than này các anh chú ơi. Cổ của nó sẽ thiết kế là cổ tàu kéo khóa cho em nhé. Chất con này sẽ là chất cốt tông 100%. Con này thì cực kỳ mỏng nhẹ thôi. Cái này thì mặc những cái tiết trời, kể cả những cái tiết trời mùa nóng thì thật sự là rất là thoải mái luôn. Thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt nhé. Logo thương hiệu cũng sẽ được in ở phía bên ngực trái cho em. Con này thì form size của nó tương đương form size 100. Form size 100 đây. Tăng mát của nó đây anh chú, mỏng nhẹ mềm mại vô cùng luôn đây các anh chú ơi. Con này tay của nó sẽ thiết kế là tay suông cho em nhé. Thiết kế tay suông kiểu dáng này, màu sắc rất là đơn giản dễ mặc này. Tăng mát của nó sẽ là tăng mát của Hàn cho em. Độ mới con này cực kỳ cao đấy, chất mỏng nhẹ vô cùng. Mã M52, vai 42, bụng 50 và dài 70 ạ. Mã M53, vai 49, bụng 52 và dài 71. Vai 49, bụng 52, dài 71. Một con áo với tông màu đen nha. Tông màu đen, cổ của nó sẽ là cổ bẹ, cổ chữ V như thế này. Con này kiểu dáng nó cực kỳ đơn giản. Thiết kế là một con áo không có túi ngực. Tông màu đen thì phù hợp với tất cả các chú lứa tuổi nào cũng có thể diện được rồi đúng không ạ. Tay của nó sẽ thiết kế tay suông, mà chất của nó sẽ là chất cốt tông. Con này thì độ dày vừa phải thôi, các chú cả ba miền bốn mùa đều có thể diện được. Thiết kế xẻ vạt hai bên, và tag mark của nó sẽ là tag mark của Hàn cho em nhé. Tag mark còn mới tinh như thế này đấy các chú ạ. Mã M53, vai 49, bụng 52 và dài 71 ạ. Vai 49, bụng 52 và dài 71, giá 100 ngàn. Mã M54, vai 52, bụng 60 và dài 77. Vai 52, bụng 60 và dài 77. Một con áo với tông màu ghi sáng đấy các anh chú ơi, của nhà Unirip. Và con này form size 4XL, form size lớn này nhá. Hình của nó, hình phía trước của nó sẽ là được thêu 100%. Phía đằng sau của nó sẽ là hình in. Hình in như thế này đây cho em. Đó, tông màu này sẽ cực kỳ dễ mặc. Cái này thì không kén tuổi, các chú lứa tuổi nào cũng có thể diện được này. Cúc của con này sẽ toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu cho em nhé. Con này chất của nó sẽ là chất cốt tông tổ ong, độ dày thì vừa phải thôi, có độ co giãn nên các anh chú mình mặc này đi làm này vận động cực kỳ thoải mái ạ. Con này thiết kế không xẻ hai bên nha, không xẻ hai bên, và tag mark của nó sẽ là tag mark made in Korea. Đó, một con áo của Hàn này các anh chú ơi, tông màu vi sáng. Mã M54, vai 52, bụng 60 và dài 77 cho em ạ, giá 100 ngàn. Mã M55, vai 47, bụng 50 và dài 64. Vai 47, bụng 50 và dài 64. Một con áo tông màu xanh than, cổ nó sẽ thiết kế cổ phối viền màu trắng nhá. Đó. Con này thì form size L và có túi ngực. Con này chất poly thể thao mỏng nhẹ luôn, nên là các anh chú mình ở 4 mùa, kể cả mình ở 4 mùa trời nóng bức mình cũng có thể mặc được những con áo như thế này, tại vì nó rất là mềm mại và mỏng nhẹ này. Thiết kế là một con áo không xẻ vạt nha, không xẻ vạt hai bên, và tag mark của nó này, tag mark của nó này, tag mark của Hàn cho em nhé. Độ mới thì cực kỳ cao, tông màu xanh than. Cái này thì các anh chú lứa tuổi nào cũng có thể diện được những con áo như thế này ạ. Mã M55, vai 47, bụng 50 và dài 64, giá 100 ngàn. Mã M56, vai 43, bụng 51 và dài 70.
vai 43, bụng 51 và dài 70, một con áo tông màu ghi sáng này, tông màu ghi sáng form size 100, form size lớn nên anh chú ơi, chất con này sẽ là chất cốt tông nhưng mà nó cực kỳ dày dặn, cầm rất là nặng tay, với hình thêu ở phía đằng trước của nó sẽ là hình thêu 100% nhá. Khóa này, túi của nó sẽ thiết kế túi kéo khóa cho em nhé. Phần bên sườn của nó sẽ phối viền màu xanh than. Đó, phần thân áo của nó sẽ là tông màu ghi như thế này. Tông màu này nó rất là trẻ trung và cái form size này form size lớn, dành cho những anh những chú mà tầm khoảng 75 kg đổ lại mặc vừa giúp em nhé. Chất liệu vô cùng dày dặn luôn đấy ạ. Tay của con này sẽ thiết kế tay bo, phần bo tay anh chú theo dõi cực kỳ ngon lành và không hề có một lỗi lầm gì đâu ạ. Tác mác của nó thì bị cắt mất rồi nhá. Này độ mới cực kỳ cao. Mã M56, vai 43, bụng 51 và dài 70, giá 100.000 các anh chú ạ. Mã M57, vai 61, bụng 54 và dài 59. Vai 61, bụng 54 và dài 59, một con áo len nhá. Một con áo len, cổ nó sẽ cổ 3 phân như thế này. Tông màu của nó sẽ là tông màu xanh than. Vai 61 nhưng mà thực ra nó là vai trễ nên các anh chú mà mình vai tầm khoảng 5 năm đổ lại cũng mắc vừa cho em. Con này chất len cực kỳ mềm mịn, len lông thỏ rất là mềm mịn luôn. Cổ của nó sẽ là cổ 3 phân như thế này thì cực kỳ dễ mặc nha. Cực kỳ dễ mặc, cái này thì mặc lên người cực kỳ đẹp và ấm áp luôn đấy ạ. Đó. Độ mới cao cho em nhé, một con áo len này. Tông màu nó rất là dễ mặc, tay con này sẽ thiết kế là tay bo. Anh chú theo dõi phần bo tay là cực kỳ ngon lành, không hề bị xù gì luôn đấy anh chú ạ. Kiểu dáng này rất là đơn giản và gọn gàng đúng không ạ? Tăng mác của nó sẽ là tăng mác của hàng tăng mác còn mới tinh như thế này. Con này form size S nha các anh chú nhá. Con này thì form size S, mã M57 ạ. Vai 61, bụng 54 và dài 59 ạ, giá 100.000, cực kỳ đẹp luôn. Mã M58, vai 46, bụng 50 và dài 70. Vai 46, bụng 50 và dài 70, một con áo với tông màu ghi mối tiêu các anh chú nhá. Với chất của nó sẽ là chất thun lạnh. Con này thì cực kỳ mềm mại, mỏng nhẹ và các anh chú cả bốn mùa đều có thể diện được cho em. Cúc của nó này. Và con này thì form size của nó tương đương với form size L để các anh chú nhá. Cúc của nó đây, ba cúc và có túi ngực. Túi ngực của nó cũng sẽ thiết kế là có cúc cài cho em nhá. Và chất con này rất là mềm mịn và nhẹ nhàng. Tay của nó sẽ thiết kế tay bo. Mỏng nhẹ thôi, mặc rất là thoải mái đấy các anh chú ạ. Con này thiết kế không xẻ vạt hai bên nhá. Không xẻ vạt hai bên và made in Korea. Tác mác của nó đầy đủ cả, độ mới con này cực kỳ cao đây các anh chú ạ. Tông màu này thì các anh chú lứa tuổi nào cũng có thể diện được đấy ạ. Mã M58, vai 46, bụng 50 và dài 70, giá 100.000, cực kỳ đẹp và rẻ luôn đúng không ạ? Mã M59, vai 51, bụng 57 và dài 74. Vai 51, bụng 57 và dài 74, một con áo với tông màu xanh than. Hình phía trước và phía sau của nó sẽ là hình in 100% cho em nhé. Chất của nó sẽ là chất poly thể thao, mỏng nhẹ và form size con này sẽ tương đương với form size 2XL. Form size 105, form size 2XL đây các anh chú ạ. Kiểu dáng con này thì cực kỳ đơn giản, dễ mặc. Tông màu này thì cũng phù hợp với tất cả các chú lứa tuổi nào cũng có thể diện được. Tay của nó sẽ thiết kế tay bo cho em nhé. Phần bo tay của nó đây các anh chú ơi. Con này thiết kế không xẻ vạt hai bên và tác mác của nó sẽ là Made in Korea. Đây các anh chú nhá, Made in Korea, độ mới cực kỳ cao đấy ạ. Quần áo với tông màu xanh than, mã M59, vai 51, bụng 57 và dài 74, giá 100.000 ạ. Mã M60, vai 45, bụng 51 và dài 64. Vai 45, bụng 51 và dài 64, một áo của nó sẽ là cổ, của nó sẽ thiết kế là cổ sơ mi. Phần thân áo của nó sẽ là chất len, nhưng mà chất len dày vừa phải thôi, không quá là dày cộp và nóng bì quá đâu các anh chú ạ. Kiểu dáng con này cực kỳ đẹp và lịch sự luôn đúng không ạ? Với màu của nó sẽ là màu be, phối màu vàng nhạt và màu xanh than nhé. Kiểu dáng cực kỳ đẹp và lịch sự cho em. Tông màu này các anh các chú kể cả mình mặc đi làm đi chơi đều được. Tay của nó sẽ thiết kế tay bo cho em nhé. Thiết kế tay bo này. Tác mác của nó lên, tác mác của hàng quốc phụ đi kèm đầy đủ cả các anh chú ơi. Kiểu dáng cực kỳ gọn gàng, mặc lên rất là đẹp luôn đấy ạ. Mã M60, vai 45, bụng 51 và dài 64. Vai 45, bụng 61, bụng 51 và dài 64, giá 100.000 ạ. Mã M61, vai 52, bụng 53 và dài 64. Vai 52, bụng 53 và dài 64, một con áo len với tông màu xanh rêu đây các anh chú ơi. Cổ nó sẽ cổ V trái tim như thế này. Con áo này kiểu dáng nó rất là đơn giản, dễ mặc thôi. Chất của nó, chất len này, chất len lông thỏ cực kỳ dày dặn và mềm mịn luôn. Con này thì ở của nhà Slow á. Đây nhá, tăng mác của nó này. Anh chú theo dõi, cầm con này cực kỳ nặng tay luôn. Tông màu xanh rêu như thế này. Các chú, các anh các chú mặc lên người thì cực kỳ đẹp và sang luôn đây các anh chú ạ.
độ mới con này cao cho em nhá. Tay của nó đây, phần bo tay cực kỳ ngon lành luôn đấy các anh chú ạ. Đó, kiểu dáng nó rất là gọn gàng, dễ mặc này. Tông màu này thì phù hợp với các anh các chú lứa tuổi nào cũng có thể diện được rồi. Con này thì tag mark của nó, cái phần tag mark của nó thì bị cắt mất rồi đấy các anh chú nhá. Với mã là mã M61 ạ. Vai 52, bụng 53 và dài 64. Vai 52, bụng 53 và dài 64, giá 100 ngàn ạ. Mã M62, vai 53, bụng 59 và dài 76. Vai 53, bụng 59, dài 76, một con áo của FGS. Con này thì form size 3XL, form size 110. Hình phía đằng trước và phía đằng sau của nó sẽ là hình in 100%. Với chất của nó sẽ là chất poly thể thao. Con này thì mỏng nhẹ, nhưng các anh chú cả ba miền bốn mùa đều có thể diện được cho em nhé. Cúc của nó toàn bộ sẽ được dập thêm thương hiệu. Con này kiểu dáng nó cũng rất là đơn giản, dễ mặc thôi. Mình mặc ở nhà hay đi chơi đều được. Tay của nó sẽ thiết kế là tay bo cho em, tay bo len mỏng nhặn, mặc cực kỳ thông thoáng này. Con này thiết kế không xẻ vạt hai bên và tag mark của nó sẽ là made in Việt Nam và là một con áo xuất Hàn cho em nhé. Độ mới thì cực kỳ cao, một con áo của nhà FGS mã M62, vai 53, bụng 59 và dài 76, giá 100 ngàn ạ. Mã M63, vai 45 đến 48, bụng 51 và dài 71. Vai 45 đến 48, bụng 51 và dài 71, một con áo với tông màu ghi sáng đây các anh chú nhé. Tông màu ghi sáng và con này tương đương với form size XL đấy các anh chú ạ. Ở phía đằng trước này, ở phía đằng trước của nó sẽ là hình in và phía đằng sau của nó đây. Hình in 100% nha. Con này ở cái phần sườn của nó sẽ là phối kẻ màu xanh lá cây và màu xanh than. Con này thì kiểu dáng và màu sắc của nó cũng rất là trẻ trung, dễ mặc. Chất poly thể thao mỏng nhẹ nên các anh chú cả bốn mùa đều có thể diện được cho em nhé. Tông màu rất là trẻ trung, dễ mặc vô cùng. Con này thiết kế có xẹp vạt hai bên. Tag mark của nó sẽ là tag mark của Hàn. Anh chú theo dõi tag mark mới tinh, không hề có một lỗi dầm gì đâu các anh chú ạ. Mã M63, vai 45 đến 48, bụng 51 và dài 71 ạ. Vai 45 đến 48, bụng 51 và dài 71, giá 100 ngàn cho em ạ. Mã M64, vai 48, bụng 57 và dài 70. Vai 48, bụng 57 và dài 70, một con áo tông màu trắng tinh đấy các anh chú ơi. Của nhà Spatcon, hôm nay 105 đây các anh chú nhá. Tông màu trắng tinh và phần cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu. Là một con áo thiết kế có túi ngực và logo thương hiệu cũng sẽ được thêu ở phía bên túi áo như thế này cho em. Chất của này sẽ là chất cốt tông tổ ong nhưng mà độ dày vừa phải, cực kỳ mềm mịn luôn. Cực kỳ mềm mịn với tông màu trắng tinh như thế này. Đó, các anh các chú lứa tuổi nào cũng có thể diện được đúng không ạ? Kiểu dáng cực kỳ đơn giản, dễ mặc. Con này thiết kế sẽ là tay của nó sẽ là tay bo nha. Tay bo len mỏng nhẹ và phần vạt áo của nó không xẻ hai bên. Không xẻ hai bên và tag mark của nó sẽ là Made in China và là một con áo xuất Hàn cho em. Tag mark cũng phụ đi kèm đầy đủ cả các anh chú ạ. Mã M64, vai 48, bụng 57 và dài 70. Vai 48, bụng 57 và dài 70 các anh chú ạ, giá 100 ngàn. Mã M65, vai 49, bụng 54 và dài 73. Vai 49, bụng 54 và dài 73, một con áo với tông màu cam nhá. Tông màu cam đấy anh chú ơi, của nhà băng jean, form size 105 với chất cốt tông tổ ong cực kỳ dày dặn. Thiết kế là một con áo có túi ngực và logo thương hiệu sẽ được thêu ở phía bên ngực của nó nhá. Cúc toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu cho em ạ. Phần cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu. Con này thì chất cực kỳ dày dặn, cầm nặng tay và cái này thì dành cho những chú mà mình yêu thích những cái tông màu nó nổi bật một xíu, mà con này thì cực kỳ đẹp và sáng da luôn cho em. Tay của nó sẽ thiết kế là tay bo len cực kỳ dày dặn và ngon lành đấy các chú ạ. Con này không có xẻ hai bên nha, không có xẻ hai bên và tag mark của nó sẽ tag mark của Hàn và cũng phụ đi kèm đầy đủ cả. Độ mới thì cực kỳ cao, một con áo với tông màu cam đấy các chú ạ. Mã M65, vai 49, bụng 54 và dài 73, giá 100 ngàn. Mã M66, vai 50, bụng 60 và dài 78. Vai 50, bụng 60, dài 78, một con áo với tông màu đỏ đô nha. Tông màu đỏ đô và con này thì form size của nó sẽ tương đương với form size XL. Form size XL đấy anh chú nhá. Cúc toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu và là một con áo có túi ngực, cũng sẽ có cúc cài. Chất của nó sẽ là chất cốt tông tổ ong cực kỳ dày dặn, tông màu đỏ đô. Tay của nó sẽ là tay bo cho em ạ, phần tay bo này. Con này thiết kế xẻ vạt hai bên và sau dài hơn vạt trước. Tag mark và cúc phụ đi kèm đầy đủ cả nha, tag mark. Đây các anh chú ơi. Mã M66 ạ, vai 50, bụng 60 và dài 78 ạ. Vai 50, bụng 60 và dài 78, giá 100 ngàn ạ. Mã M67 ạ, vai 44, bụng 47 và dài 64. Vai 44, bụng 47 và dài 64 ạ. Con này form size 95. Form size 95 với chất của nó sẽ là chất cốt tông 100%, cực kỳ mỏng nhẹ này. Phần cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu và là một con áo có túi ngực ạ.
tay của nó sẽ thiết kế tay bo cho em. Tag mark của Hàn nhá, tag mark của Hàn và quốc phụ đi kèm đầy đủ cả đấy các anh chú ạ. Con này thiết kế sẽ xẻ vạt hai bên đó, một con áo phối màu, cái tay của nó sẽ tông màu xanh lá này, màu xanh lá phối màu xanh than, tông màu cực kỳ trẻ trung, dễ mặc vô cùng, chất liệu thì cực kỳ mềm mại nhẹ nhàng. Mã M67 ạ, vai 44, bụng 47 và dài 64, vai 44, bụng 47 và dài 64, giá 100 ngàn ạ. Như vậy là ngày hôm nay em đã lên tổng cộng là hơn 60 mã áo polo dài tay đồng giá 100 ngàn một sản phẩm. Anh chị cô chú đang theo dõi video của em, mình yêu thích sản phẩm nào, vui lòng liên hệ qua số điện thoại hoặc Zalo trên màn hình 0832625789 để em tư vấn và gửi hàng cho mình ạ. Cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi video của em ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Xin